Rồi, mến chào quý anh chị, lại đây em đây, Phan Hảo Bà Rịa Vũng Tàu, chuyên sang Hà Ngọc. Thì hôm nay em lên cho quý anh chị hai lô đất liền kề cho anh chị nào xây nhà ha. Mặt tiền đường nhựa gần biển Phước Hải nha quý anh chị. Hai lô liền kề, đường thông thương ha. Tọa lạc tại xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hiện tại đất của mình là chủ đang san lấp nha quý anh chị. Đang cho xe san lấp ha. Thì đất mình là cũng cao ráo rồi, nhưng mà chủ san lấp cho nó bằng đường luôn ha. Đây, hai lô đã bao quanh hết bờ rào rồi nha quý anh chị. Đây, lô này là ngang 8m sâu 35 và một lô kế bên là ngang 8 sâu 33. Lô này nha quý anh chị. Hai lô liền kề. Thì anh chị nào mà quan tâm cái sản phẩm này thì inbox liền cho em nha. Hàng cực kỳ ngọt nha quý anh chị. Nằm giữa biển Lộc An và biển Phước Hải ha. Đi ra biển khoảng tầm hơn 1 km thôi, khá là gần. Đây, hướng này là đi ra biển này, đi ra đường ven biển xíu xíu thôi, chưa tới 100m. Thì cái lô này cũng ngang 8 sâu là 33 nha quý anh chị. Cái lô bên này là diện tích nhỏ hơn. Thì cái lô này ngang 8 sâu 33 này, tổng diện tích là 252 m², chủ đang kêu là 2 tỷ nha quý anh chị. Còn cái lô kế bên kia là 281 m², chủ kêu là 2 tỷ 2. Thì anh chị nếu mua hai lô liền kề là 4 tỷ 2, chủ thương lượng mạnh cho anh chị luôn ha. Tại vì hai lô đất này rất thích hợp cho anh chị làm nhà vườn nghỉ dưỡng ha. Tại vì cái nhà của mình á, lô đất của mình á, nằm sát với đường ven biển Vũng Tàu Bình Châu. Mình cách cái con đường Vũng Tàu Bình Châu ven biển đó khoảng tầm chưa tới 100m. Tí nữa em sẽ quay ra cho quý anh chị xem. Còn đường nhựa này là cũng thông thương hết nha. Đi thông ra hướng này là đi thông ra biển Lộc An luôn. Hiện tại đất của mình là chủ đang san lấp nha quý anh chị. Còn bờ rào là đã bao quanh hết rồi. Nên nhà quý anh chị an tâm. Đất của mình thì mỗi lô chủ đã lên 100m thổ cư, hai lô là 200 thổ cư nha. Lô đất cực kỳ đẹp. Chủ đã bao quanh hết bờ gạch hết rồi. Nên là vấn đề ranh móc là quý anh chị an tâm nha. Đất mình là cao ráo bằng phẳng, chủ đang san lấp. Ngang 8, em xin nói lại là ngang 8 sâu 33 là cái lô bên này nha. Còn cái lô kế bên là ngang 8 sâu 35. Mỗi lô là 100 thổ cư. Đất của mình là quay về hướng Tây Nam nha. Anh chị nào hợp hướng Tây Nam, muốn làm nhà gần biển Phước Hải và biển Lộc An thì inbox liền cho em. Và đây là lô kế bên, cũng giống vậy quý anh chị ha. Diện tích nhiều hơn xíu, tại vì cái lô kế bên này là ngang 8 sâu tới 35 quý anh chị. Lô bên này chủ cũng đã bao quanh hết bờ rào rồi. Lô đất quá đẹp quý anh chị. Nằm trong khu dân cư, cư đông đúc luôn. Đây, từ cái mí bờ gạch này qua bên bờ gạch bên kia là cũng 8m. Hướng này này, đi ra hướng này là đi ra ngay đường ven biển quý anh chị. Ở đây khu dân cư kín hết rồi nha. Trường học, chợ, ủy ban là sát đây luôn. Bây giờ em sẽ quay từ cái vị trí lô đất của mình đi ra ngay đường ven biển nha quý anh chị. Thì đầu đường ven biển Vũng Tàu Bình Châu mình là ngay góc ngã ba có quán cà phê Sài Gòn khá là nổi tiếng luôn nha. Tại vì nếu mà quý anh chị đi từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Lộc An, đi về Hồ Tràm thì chắc quý anh chị cũng biết có quán cà phê Sài Gòn đó ha. Mình đi ra quán cà phê đây xíu xíu thôi. Thì mình vị trí của mình có thể kinh doanh buôn bán được nha quý anh chị. Tại vì mặt tiền đường nhựa thông luôn nha. Khu dân cư đông đúc ở đây là biệt thự nhà vườn cũng khá là nhiều quý anh chị. Phía bên tay trái, bên tay phải quý anh chị là toàn bộ là biệt thự nhà vườn hết. Ở đây thì khí hậu cực kỳ mát mẻ rồi, tại vì gần biển luôn quý anh chị. Ra đây chưa tới 100m là tới đường ven biển rồi quý anh chị ha. Đây, đường này gọi là đường ven biển Vũng Tàu Bình Châu nha. Thì quý anh chị nhìn lên này, khoảng tầm đúng 50m. Đúng 50m là có quán cà phê Sài Gòn trên này. Đó, ngay cái góc ngã ba đó ha. Quán cà phê đó là quán cà phê Sài Gòn. Hướng này cũng là hướng đi về biển Phước Hải. Mình cách biển Phước Hải khoảng tầm hơn 1 km thôi. Hướng này là hướng về thành phố Hồ Chí Minh nha. Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 90 km là đi hướng này. Và cũng là hướng đi lên thị trấn Đất Đỏ, đi lên thành phố Bà Rịa luôn. Còn hướng ngược lại, hướng này là đi về biển Lộc An. Mình cách biển Lộc An khoảng tầm 3 km. Và hướng này mình có thể đi biển Hồ Tràm khoảng tầm 10 phút đi xe nha. Khá là gần. Mình là nằm giữa biển Lộc An và biển Phước Hải. Mình đi vào đây. Từ đường ven biển, đầu đường mình đi vào đây xíu xíu thôi.
À, để em quay cái sổ và soi quy hoạch cho anh chị xem. Và đây là cái sổ của mình quý anh chị ạ. Mình là hai sổ nha. Để em quay sổ này cho quý anh chị xem. Mình là hai sổ luôn nha. Nhưng mà em quay một sổ thôi. Thì quý anh chị nào quan tâm thì inbox cho em để em gửi hai sổ cho quý anh chị xem. À, thửa đất số là 185, à, tờ bản đồ 80, địa chỉ xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 281 m², à, sổ kia là 252 nha. Hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là 100 mét thổ cư, còn lại cây lâu năm, thời hạn đất ở lâu dài này. Đây, đất của mình là quay về hướng Tây Nam nha. À, ngang là 8m sâu 35 này, để mình soi quy hoạch quý anh chị xem. Đây quý anh chị, à, ngang 8m sâu 35 này. À, lô đất cực kỳ đẹp nha, hai lô liền kề, lô này và lô kế bên ha. À, lô này em xin nói lại là cái lô này là 252 m², là 2 tỷ. Cái lô này là 281 m² này, 2 tỷ 2. Anh chị nào mua một lô cũng được, hoặc là mua hai lô thì càng tốt, chủ giảm mạnh hơn ha. Thuộc xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên cho em một like và đăng ký kênh nha quý anh chị.